Vua phòng về Thái Hòa, diễn viên Triệu Đô, 25 năm không danh hiệu. Thái Hòa tỏa sáng trong nhiều tác phẩm điện ảnh ăn khách, được đánh giá cao về chuyên môn, tính cách khiêm tốn, bình dị nhưng đến nay anh vẫn chưa có danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Sự nghiệp rực rỡ của vua phòng về Thái Hòa khởi đầu sự nghiệp trên sân khấu kịch, từng đóng một số phim truyền hình vào cuối thập niên 1990, nhưng chỉ thực sự thành ngôi sao sáng khi lấn sân sang điện ảnh. Không có ngoại hình nổi bật kiểu soái ca, Thái Hòa vẫn tỏa sáng và tạo nên dấu ấn mạnh mẽ ở những vai diễn mà anh tham gia. Từ năm 2010 đến 2015, Thái Hòa xuất hiện ở phim nào, phim đó đều thắng lớn về doanh thu. Anh được mệnh danh là vua phòng vé, diễn viên Triệu Đô sau loạt phim hài tình cảm ăn khách, khởi đầu từ Đến Mai Tính, 2010, Đến Long Ruồi, 2011, Cưới Ngay Kẻo Lỡ, 2012, Tèo Em, 2013, Quả Tim Máu, 2014. Thời điểm đó, Thái Hòa được yêu thích bởi lối diễn hài duyên dáng, sinh động và có tiết chế. Trong Đề Mai Tính, nam nghệ sĩ khắc họa thành công nhân vật chị Hội hài hước, chảnh chọe nhưng đầy tình cảm. Mặc dù là nhân vật phụ, vai chị Hội được yêu thích đến mức đạo diễn Charlie Nguyễn đưa lên thành nhân vật chính, làm tiếp phim phần 2 với tựa Đề Đề Hội Tính, 2014. Đây cũng là một trong những hình ảnh người đồng tính đầu tiên ghi dấu ấn trong phim Việt và là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp Thái Hòa. Trong gia tài điện ảnh của Thái Hòa, anh không chỉ ghi dấu ấn bởi những vai hài khủ khờ, chất phác như trong các phim Long Ruồi, Tèo Em, Chàng Vợ Của Em, mà còn chinh phục khán giả bằng lối diễn thực lực, khả năng biến hóa đầy màu sắc, không đóng khung vào một kiểu nhân vật quen thuộc, diễn viên liên tục thử sức với những vai diễn phong phú, kịch bản mới lạ. Điển hình như với vai Phan Bất Bình trong Tiệc Trăng Máu, 2020, nam nghệ sĩ hóa thân thành nhân vật có vẻ ngoài đạo mạo, cục cằn, nội tâm nhiều ẩn khuất. Những năm gần đây, Thái Hòa khá kén chọn kịch bản. Trong dịp chia sẻ với truyền thông hồi tháng 4, nghệ sĩ 7X cho biết anh thích đóng phim truyền hình hơn vì cảm giác sống lâu hơn với vai diễn. Anh muốn đảm nhận vai nặng ký, nhiều trải nghiệm khi còn trong độ tuổi sung sức với nghề. Do đó, Thái Hòa đầu tư cho những vai bi kịch, mang sức nặng số phận. Mặc dù ít đóng phim, nhưng mỗi lần trở lại nam diễn viên đều gây ấn tượng nhờ diễn xuất chân thực từ ngoại hình đến nội tâm. Các vai diễn gần đây của Thái Hòa trong Cây Táo Nở Hoa, 2021, Mẹ Dơm, 2022, Con Nhót Mót Chồng, 2023, đều chạm đến trái tim người xem, lấy nước mắt khán giả. Đặc biệt, khi Thái Hòa đảm nhận vai anh Cả Ngọc trong Cây Táo Nở Hoa, nhiều khán giả nhận xét dù là phim truyền hình nhưng Thái Hòa diễn xuất đạt chất lượng điện ảnh, vốn nổi tiếng với nhiều vai hài, có gương mặt được cho nhìn thôi cũng bật cười. Thái Hòa khắc họa thành công nhân vật Ngọc xù xì, khắc khổ, vất vả mưu sinh. Từ cách nói chuyện đến đi đứng, nam diễn viên đều thể hiện được phận đời trắc trở, nặng tâm tư của nhân vật. Ngôi sao khiêm tốn và khác biệt Thái Hòa là tên tuổi hiếm hoi thành công ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, nhưng được nhận xét sống khiêm tốn, bình dị. Nhiều lần, nam diễn viên tự nhận không hợp với giới showbiz. Những năm gần đây, anh ít xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Ngoại trừ đóng phim, quảng bá phim mỗi lần có dự án mới, Thái Hòa gần như không nhận lời phỏng vấn báo chí, không tham gia lễ trao giải, không dùng mạng xã hội. Năm 2019, có giai đoạn Thái Hòa bị mất cảm hứng, mất phương hướng với nghề. Anh nói bản thân sợ đứng trước máy quay, liên tục tự hỏi làm nghề này để làm gì. Diễn viên trở nên thu mình, không muốn gặp gỡ hay giao tiếp với ai. Sau đó, nhờ sự động viên của vợ, Thái Hòa tham gia các khóa tư vấn tâm lý, thiền định và trở lại toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật. Hồi tháng 9, Thái Hòa chiến thắng hai hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh, vai xỉn phim Con Nhót Mót Chồng lẫn truyền hình, vai mogul phim Mẹ Dơm tại Giải Cánh Diều Vàng. Xong, anh vắng mặt ở lễ trao giải vì lý do cá nhân, là tên tuổi nổi tiếng, bảo chứng phòng vé. Nhưng Thái Hòa luôn cân nhắc kỹ lưỡng mỗi lần được các nhà sản xuất, đạo diễn săn đón. Anh cũng không bao giờ tự nhận mình là vua phòng vé, thần tài phòng vé hay mang áp lực vì là diễn viên Triệu Đô. Thái Hòa quan niệm nghệ thuật là một chặng đường dài, có thành công có thất bại. Anh thích mọi người nhìn nhận mình như một diễn viên bình thường hơn bất cứ danh xưng nào. Chia sẻ với truyền thông hồi tháng 4, Thái Hòa cho biết, tôi không phải là vua phòng vé. Gọi tôi như vậy cũng sai, vì phim tôi đóng có lỗ chứ không phải lúc nào cũng lời. Từ lúc tôi bước chân vào trường sân khấu cho đến bây giờ, áp lực lớn nhất của tôi vẫn nằm ở ngoài set quay. Khi tôi sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc trước máy quay, đó mới là quan trọng nhất. Về chuyện ít đóng phim, Thái Hòa nói những năm qua anh muốn nghỉ ngơi, đi đây đi đó. Diễn viên khẳng định anh để bản thân bị giúp ngủ bởi những lời khen ngợi. Sau nhiều năm làm nghề, Thái Hòa nhận thấy trình độ thưởng thức của khán giả ngày càng tăng. Do đó, anh tự nhủ bản thân luôn phải cố gắng làm tốt hơn, sáng tạo hơn. Sau hơn 20 năm sự nghiệp, Thái Hòa không dám nhận đã đạt đỉnh cao mà luôn muốn trau dồi, phát triển hơn nữa. Đáng nói, dù đoạt nhiều giải thưởng, tạo được dấu ấn ở nhiều vai trò, từ truyền hình, kịch đến điện ảnh nhưng anh không làm hồ sơ xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân. Nhiều khán giả tiếc nuối khi Thái Hòa đến nay vẫn không danh hiệu dù có nhiều cống hiến trong nghề. Song cũng có không ít người hâm mộ nhận xét anh là nghệ sĩ trong lòng khán giả, không cần đến danh hiệu nào được phong tặng. Về cuộc sống hiện tại,
Thái Hòa cho biết anh thấy đủ đầy, hài lòng. Làm diễn viên thì không thể dư giả, nhưng tôi tự thấy bản thân và gia đình không thiếu thốn gì, Thái Hòa nói trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 10 năm 2022. Thái Hòa sinh năm 1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên hài, diễn viên sân khấu kịch. Khi lấn sang lĩnh vực điện ảnh, Thái Hòa vụt sáng thành ngôi sao, ghi dấu ấn trong loạt phim như Để Mai Tính, Long Ruồi, Cưới Ngay Kiểu Lỡ, Tèo Em, Tiệc Trăng Máu. Thái Hòa cũng góp mặt trong một số tác phẩm truyền hình ăn khách như Cây Táo Nở Hoa, Mẹ Dơm. Ngoài diễn xuất, anh còn là tác giả của hai tác phẩm kịch ăn khách, Người Vợ Ma và Quả Tim Máu. Về đời tư, Thái Hòa ly hôn Cát Phượng năm 2004 sau khi có một con trai chung. Năm 2012, diễn viên tái hôn với người ngoài ngành, kém anh 11 tuổi. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie. Nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé!